Ok, xin chào anh chị em kênh Ngủ Tím tới với buổi nhận định ngày 31 tháng 3 năm 2023. Mình là Minh. Mình sẽ điểm lại một số thông tin về phân tích liên thị trường cũng như là Vini và các cổ phiếu trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chắc mình sẽ lướt qua Dow Jones một tí, tại vì buổi tối hàng đêm á, thì nhiều anh chị em thì cũng xem Dow Jones nó đang phản ứng như thế nào, thì nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý giao dịch của mình. Dow Jones thì hiện tại thì đang gặp cản rồi, vùng 32.8, thì cái vùng này cũng là cái vùng mà mình hôm qua mình cũng có nói là nó sẽ có phản ứng, thì hiện tại là có phản ứng thôi, phản ứng. Nhưng mà ở đây Dow Jones hiện tại đang khá mạnh nhé, có thể là sẽ tiến tới vùng trên, vùng biên trên đó là 33.200, có thể tiến tới vùng biên trên nếu Dow Jones đủ mạnh. Hiện tại thì phản ứng là chuyện bình thường thôi, gặp cản thì cũng chưa có gì. Dow Jones và liên thị trường hiện tại thì dạo này thì cũng đang đi ngang, ví dụ Bitcoin, vàng cũng đang đi ngang, cũng chưa nói được gì. Nhưng mà anh chị em nếu mà cứ nhìn vào Dow Jones mà gọi là để giao dịch thì sẽ rất là FOMO hoặc là sẽ rất là hoảng sợ, thì cái này mọi người nên hạn chế. Ok, mình sẽ tới với Vini. Vini thì hôm qua mình có một cái gap mở, nhưng mà cả ngày thì mặc dù là không lắp gap nhưng mà đóng một cái nến gọi là gần như là thấp nhất ngày, là 1058.89, thì hôm qua đóng cửa là ở 1059.44, là cách có một điểm thôi, chưa tới một điểm. Thì hiện tại Vini của mình vẫn đang ở trong cái vùng cản, như mình hôm trước mình cũng có nói là vùng 1060, 1070 sẽ có gọi là sẽ có phản ứng, tại vì đây là cản. Nhiều anh chị em thì kêu là lên ngày mốt này, nhưng mà mình thì nghĩ là chưa đâu, vẫn gọi là vẫn sideways. Và cái thứ hai á, là mọi người để ý hiện tại Vini đang kéo những con trụ, ví dụ như là VRE. VRE hôm qua có lúc cũng tím luôn, nhưng mà lên đây thì bị đẹp, có lúc là vượt hẳn cả cản luôn, cản của VRE, cản là 31. Thì nếu mà ai mà nắm VRE thì vùng 31 này bán là hợp lý, cũng có thể là xuyên cản, ok, nhưng đa phần ví dụ là nó vượt cản này nó phải retest lại. Thì ví dụ anh chị em nào thích lướt lát thì mình có thể về retest lại, thì mình xem xét sau đó mình sẽ mua sau. Chứ còn ở cái thời gian giai đoạn sideways hiện tại, mình vẫn luôn nhắc mọi người là nên tôn trọng cản, tại vì tâm lý hiện tại mọi người rất là gọi là rất là khó chịu, mọi người dễ hoảng loạn, nên là mình cứ tới cản thì mình có thể ra bớt hàng để mình có thể mình gồng nó khỏe hơn. Hôm qua VRE đánh lên tím luôn, là lên 31.1, nhưng sau đó thì giảm về này, còn mỗi 2.2%. Nên là giờ mà ai mà FOMO mà đánh kiểu như kiểu mà vuông to rồi bùng nổ theo đà rồi mua nè, VRE nè bùng nổ theo đà mua cây này, mua xong nó đánh phát hàng về dúi thêm phát nữa là sợ là anh chị em lại cắt lỗ, hoặc là may ra cắt về vốn xong hôm sau lại tăng, xong lại FOMO, kêu test cung cái thứ được rồi, mua xong lại bị đập. Hiện tại thị trường của mình là đang sideways, đang lình xình như vậy, nên là mọi người hạn chế mua đuổi, mình vẫn luôn nhắc rồi. Rồi ok, chắc mình sẽ review lại một số mã, nha. Hôm qua thì HAG, thì một số bạn có hỏi mình HAG. HAG thì thật ra cái vùng mà 7.3 á, 7.33 á thì nó là vùng mua, 7.3 nó là vùng mua. Tại ở đây có một cái cản hỗ trợ, có một cái hỗ trợ. Ở đây có một cái hỗ trợ mình có thể mình mua thăm dò. Nhưng thật ra ở cái vùng nếu mà ai đánh theo Ichimoku á thì cái vùng này nó rất là trống, nên là có thể HAG sẽ về lại vùng 6.4 thêm một lần nữa. Vì vậy nếu mà ai mua vùng này á, ok được, nhưng nên phân bố tỷ trọng một xíu.
để ví dụ là có về vùng này á, thì mình có thể là miền Bắc, hoặc có thể là nó sẽ nhúng nhúng hẳn xuống. Mọi người thấy cái cây này không? Nó nhúng hẳn xuống như này, xong nó mới bật lên. Mặc dù là ai mua ở 6.3, cây này mình có mua ở 6.3, mình chịu một cây sàn, hơn một cây sàn luôn. Nghĩa là vừa bắt ở 6.3, hôm sau một cây sàn, xong hôm sau nữa là âm 2-3% gì đó, xong bắt đầu mới rút chân lên. Nói chung là mọi người mua giai đoạn này thì sẽ cược một xíu nha. HGG rồi, VP Bank có ngành cũ. VP Bank thì gọi là luôn kéo ATC. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phiên rồi. 7 phiên đều kéo ATC. Mình có theo dõi cái này khá kỹ. 7 phiên đều kéo ATC. Thật ra đánh theo kiểu mà kéo ATC như vậy rất là khó chịu. Thì ai mà có hàng đó, thì mình nghĩ là cứ nắm thôi. Còn nếu mà muốn gồng thì cứ mất 20.3 thì mọi người bán. Nhưng mà hiện tại thì nói chung là giữ được ở cái mốc mà 20.8 cho 20.8 như vậy là cũng ok, cũng chưa tới nỗi xấu đâu, chưa tới nỗi xấu mà phải bán. MBB thì sao? MBB cũng đang cản, không có gì nói cả ha. MBB, STB thì lực rất khỏe, nhưng mà lên đây lại đụng cản rồi. Lần trước mình có nói mọi người, không biết là mọi người nhớ không? Mình kêu là STB á, thì cứ thật ra là ở nhịp này cứ mua xung quanh 25, xong lên tầm khoảng là 226 bán. Đối với những ai mà lướt tới không, 26 hoặc hơn 26 xíu, 26.45 bán thì rất ok. Timing của STB hiện tại chắc đâu đó khoảng giữa tháng 4, đâu đó khoảng giữa tháng 4. BIDV những mã cũ ha. BIDV thì hiện tại nếu mà như vậy thì có thể là sẽ dịch xuống. BIDV thì hết timing, gãy timing rồi thì chắc là sẽ về lại tầm 43, nhưng mà không phải là vùng mua nhé. Ai mà có hàng thì mình nghĩ là nên cân nhắc bán ở giai đoạn này, bán gấp. Hoặc nếu mà có gồng á, thì bây giờ mà quay lại mà kiểu như là chạm 45 thì nên bán, chạm 45 nên bán. Về chứng thì sao? Chứng hôm qua VCI, chứng hôm qua có một phiên giảm điểm và nến khá là xấu. Ở đây thì có thể là VCI sẽ quay lại vùng 29. Mọi người nên để ý là ai có hàng mà lãi thì mình nên bán ra một ít nha. HSI, HSI cũng vậy luôn. VND, VND, VND cũng vậy luôn. Cây nến hôm qua xấu á. Hôm qua đa phần là kéo trụ thôi. Cái trụ hôm qua như Vinhome, hôm qua qua có kéo đây, nhưng mà Vinhome ở đây cũng là cản rồi nha. Là có lẽ phiên hôm nay thứ sáu thì khả năng là giảm nhiều hơn, mình nghĩ giảm nhiều hơn. Mình về mình xem một số dòng. DC World, hôm qua con DC World này một số bạn hỏi mình là mua được chưa, thì bốn chứ mình kêu là hạn chế bán thôi, mà không ngờ là cũng có một cái cây này. Thì DC World thì mình nghĩ nếu mà về vùng, nếu mà để mua an toàn mình sẽ canh về vùng 26 mình mua, 25 26 mình mua. Còn không á, bạn nào mà muốn chung bình giá, thì có thể mua vùng 28. Nếu hôm nay có giá 28 mọi người có thể mua DC World nhé, 28 mọi người có thể mua. Nhưng mà mua mới thì vùng 28 thì nói chung mọi người có thể cược một xíu. Tại vì vùng này có thể là nó đâm, nhiều khi là nó cùng cùng đi đi, nó có thể là đâm xuống tận vùng 25 là chuyện bình thường. 25 xong sau đó mới bật, 25 xong mới bật lên 28 nha. Nên là thật ra là mua DC World ở vùng 25 an toàn hơn. Ở vùng này có thể là nó sẽ sập thêm một hai cây chứ.
Silver, FLT. Em bán lẻ em. FRT hiện tại đang ở hỗ trợ. Đang hỗ trợ. Ở vùng này thì coi nè. Được khung ngày. Xung được khung ngày hiện tại còn đang rơi khá mạnh nhá. FRT ở nhịp trước thì cũng đã chạm cái khung này rồi. Nên là cái nhịp này á, có thể là nó bị sẽ bị thủng á, có thể nhá. Sẽ bị thủng. Tại vì khá là yếu á, nếu mà xuống đây thì ai mà mua điểm này thì cũng có thể là lấy lại thôi. Nhưng mà mọi người nếu mà FRT ai mà gọi là cược á, bẹt một tí thì mình có thể là mình mua đây một xíu. Tại vì xung lực hôm nay còn đang bị đập mạnh lắm. Di động MWG. Thế di động nhịp này nếu mà tuần này vượt 39 thì mọi người có thể là canh mua, thì là vượt 39 còn đóng, cứ đóng trên 39 là tốt nhất, 39.3 39.4 gì đó, đóng khoảng đây nè, thì tuần sau mọi người có thể canh tầm quanh 39 mọi người mua được. Thế di động mình qua một số mã khác đi. Đất xanh thì như hôm qua cũng chạm cản gì, hôm qua cũng chạm cản rồi, nhịp này tránh FOMO thôi. Đất xanh sale, mọi người để ý cái nhịp này nhìn gần giống thép nhịp vừa rồi, nên là có thể nếu mà thép rơi trước thì sẽ tới không sai. Đích đích cũng vậy thôi, đích chạm cản rồi, mình nhớ đó, cái cản này cản cứ 13.2. mọi người có hàng thì mọi người nên nên né thôi xíu. 13.2 bán. Một số mã FTS. FTS còn đang rất là mạnh, nhưng mà vùng cản chính của FTS sẽ là 26.27. thì nếu mà vùng này ai còn hàng á, quanh vùng này mình nên ra bớt đi. Đây vùng 26, nói chung là quanh 26 mọi người nên ra. 26 vùng này lên ra. Mình quay lại coi dòng dầu. Dầu hiện tại đang cản nhé, từ bữa giờ. BVS, BVD, BVD cũng vậy thôi, cũng chưa có gì. BSR cũng vậy luôn, nhưng mà BSR thì hiện tại là đang ở hỗ trợ, nên là việc BSR có thể là lên được một nhịp nữa cũng có. Nhưng mà BVS, BVD thì hiện tại đang cản hết rồi. Ok rồi, chúc mọi người một phiên giao dịch vui vẻ. Và ai cần xem mã nào có thể comment bên dưới nhé. Rồi bye bye.